Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Barista Wow. Thì như các bạn cũng thấy, hiện tại do sự bùng phát dịch trở lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong ngành F&B. Thì Lê thấy hầu như là các quán ăn, nhà hàng hay là quán cà phê đều phải đóng cửa để hạn chế sự lây lan của dịch. Và việc là mình ở nhà trong những ngày như thế này thì đôi khi sẽ làm cho các bạn cảm thấy căng thẳng hay là stress. Thì đến với video ngày hôm nay, Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái món đồ uống có thể dễ dàng pha chế tại nhà với những nguyên liệu sẵn có. Còn chần chừ gì nữa mà hãy cùng Lê bắt đầu video luôn nhé. Nếu như các bạn có theo dõi thời sự hay là đọc báo thì mình có thể thấy là vải thiều hiện tại đang vào mùa thu hoạch nhưng không thể xuất khẩu đi được do là dịch bùng phát trở lại đã gây ảnh hưởng khó khăn cho những người dân trồng vải. Thì ngày hôm nay Lê sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng vải tươi để mình làm mứt vải. Việc sử dụng vải tươi làm mứt vải không chỉ góp phần hỗ trợ cho người dân trồng vải mà Lê sẽ ứng dụng những cái món thức uống được làm từ mứt vải đó ha. Cũng như tất cả những cái video clip trước thì mọi người cũng sẽ cần chuẩn bị trước, đó là công cụ dụng cụ và nguyên liệu. Về công cụ dụng cụ chắc chắn không thể thiếu đó chính là nồi và bếp. Bên cạnh đó các bạn cần chuẩn bị giúp Lê thêm hai cái hộp để lát nữa mọi người sẽ đựng thành phẩm vải tươi. Rồi dao, một cái muỗng và một cái đồng hồ bấm giờ để mình canh thời gian nấu ha. Rồi bên tay trái của Lê đó là về nguyên liệu. Thì đầu tiên mọi người chắc chắn không thể thiếu chính là vải tươi. Mọi người lưu ý là nên chọn những cái trái mà không bị dập. Tại vì nếu như mà mình mua phải những trái bị dập thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mứt sau khi mà mình nấu xong. Nguyên liệu thứ hai đó chính là đường cát. Thì vải tươi Lê đang sử dụng là 500g vải tươi. Thì đối với 500g vải tươi Lê sẽ sử dụng là 300g đường cát. Tại vì đặc trưng hương vị của vải thì nó đã ngọt sẵn rồi. Tuy nhiên thì khẩu vị mỗi người mỗi khác nên là mọi người có thể canh giảm lượng đường làm sao cho phù hợp khẩu vị với mình ha. Bên cạnh đó thì các bạn có thể thay thế đường cát trắng bằng đường phèn. Thực ra thì đường phèn cũng được tinh chế từ đường cát trắng, được loại bỏ bớt tạp chất nên là vị ngọt sẽ thanh hơn. Nhưng mà ở đây thì Lê sẽ lựa chọn đường cát. Tại vì sao? Đường cát thì hầu như là gia đình nào mình cũng có và là tiện hơn khi mà các bạn nấu mứt ha. Bước đầu tiên mình sẽ sơ chế vải tươi. Vải tươi thì các bạn sẽ bóc vỏ, sau đó là bỏ hạt ở bên trong, rồi mình cắt hạt lựu. Thì việc cắt hạt lựu vải tươi nó sẽ giúp cho vải của mình trong quá trình nấu ngấm đều đường hơn. Cái thứ hai nữa là khi mà mình ứng dụng nó để pha chế đồ uống thì nó làm cho mình dễ hút lên hơn và không bị vướng lại ở trong ống hút ha. Đây là thành phẩm sau khi mà Lê đã cắt hạt lựu xong ha. Bây giờ các bạn sẽ cho vào trong nồi và nấu sôi giúp Lê. Các bạn sẽ nấu với công suất tối đa ở trên bếp. Trong khoảng 2 phút thì vải của mình nó sẽ sôi. Thường thì tổng thời gian nấu của Lê sẽ kéo dài trong khoảng tầm 15 phút. Thì sau khi mà 2 phút hỗn hợp đã sôi lên rồi thì các bạn sẽ tiến hành cho đường cát vào trong nồi và bắt đầu riu ở khoảng công suất là 8000W. Cho đến khi nào mà hỗn hợp của mình có độ kẹo như mình mong muốn thì mình sẽ tắt bếp đi. Vậy là hỗn hợp ở trong nồi đã bắt đầu sôi rồi thì bây giờ Lê sẽ tiến hành cho đường cát vào trong nồi ha. Vậy là đã hết 15 phút rồi thì bây giờ Lê sẽ tắt bếp và nhấc nồi xuống sau đó cho hỗn hợp vào trong cái ly ở đây. Thì Lê đã chuẩn bị là để làm lạnh nhanh ha.
Mục đích của việc làm lạnh nhanh là sẽ làm cho mút vả của mình nó trở lại nhiệt độ bình thường nhanh hơn so với việc là các bạn để nguội tự nhiên. Cái thứ hai nữa là do mút còn nóng thì các bạn làm lạnh nhanh sẽ hạn chế được cái sự bay hương của vải ha. Sau khi hỗn hợp được làm lạnh nhanh rồi thì bây giờ mọi người sẽ cho ra những cái hũ để mình bảo quản ha. Thành phẩm mà Lê thu được sẽ dao động khoảng 500g. Về bảo quản thì mọi người có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng hoặc là tủ mát. Tuy nhiên nếu như mà các bạn bảo quản ở tủ mát thì trước khi mà sử dụng mình nên lấy ra khoảng 30 phút. Tại vì nếu như các bạn lấy ra và sử dụng ngay thì hỗn hợp ở trong hũ của mình nó sẽ bị cô đặc lại. Nó sẽ hơi khó cho cái việc thao tác pha chế ha. Còn về giá cốt thì sau khi Lê làm xong, Lê tính giá cốt nó sẽ dao động khoảng 26.000. Vậy là vừa rồi Lê đã hướng dẫn xong cho các bạn cách làm mứt vải bằng cách là sử dụng vải tươi. Hy vọng là sau clip lần này thì mọi người có thể tự mua vải tươi về và sơ chế mứt vải tại nhà mình, thực hiện các cái món đồ uống cũng như là ứng dụng cho nhiều món khác nhau nữa ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi những video của Wow. Mọi người nhớ bấm subscribe và nhấn vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất nhé.